Chào mừng các bạn đang đến với kênh Mr. Zero. Chúng tôi tổng hợp rất nhiều những clip liên quan đến bóng đá và thể thao, những bàn thắng đẹp mắt hay những pha xử lý xứng đáng được xem đi xem lại. Đừng quên theo dõi Zero thường xuyên nhé, sẽ có rất nhiều video thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy like, share và subscribe cho channel của tụi mình. Xin chào! Kể từ khi công nghệ VAR ra đời, những pha bóng tiểu xảo hay gian lận đã không còn đất diễn. Tuy nhiên, quay lại trước thời kỳ đó, rất nhiều pha bóng ăn gian của các cầu thủ đã qua mắt được trọng tài, dù nó cũng cực kỳ rõ ràng. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi điểm qua chúng nhé! Giống như những cầu thủ Nam Mỹ khác, Vinicius Jr. sở hữu sự khôn ngoan và tinh ranh trên sân. Chính điều này cũng giúp cho Sao Mai Brazil đôi khi cũng có những pha diễn hơi sâu khi chơi bóng. Đơn cử như tình huống này, Vinicius hoàn toàn có đủ khả năng để tung ra cú dứt điểm. Tuy nhiên, tiền đạo của Real lại lựa chọn thực hiện một pha ăn vạ khá thô thiển để kiếm pen và rồi không thể qua mắt được trọng tài chính. Không quá lời khi nói rằng đây chính là một trong những màn kịch nổi tiếng nhất của lịch sử bóng đá thế giới. Trong một pha tranh chấp tay đôi, Thiago Motta đã vung tay hơi cao và chạm mặt của Sergio Busquets. Dù va chạm không quá mạnh nhưng mà tiền vệ của Barcelona ngay lập tức nằm sân đau đớn. Cảnh quay truyền hình sau đó cho thấy Busquets chỉ đang giả vờ và vẫn hé mắt để chứng kiến cảnh Motta bị truất quyền thi đấu. Có rất nhiều cách câu giờ, nhưng mà phương án này của anh chàng thủ môn quả thật là rất hài hước. Chuẩn bị lấy đà cho tình huống phát bóng, người gác đền cố tình sút vào mô cỏ và tự làm cho bản thân bị ngã. Sau đó anh chàng thủ môn này còn tỏ ra vô cùng đau đớn, như thể đã dính chấn thương nặng. Đương nhiên điều này sẽ giúp cho đội bóng của anh tiêu tốn được khá thời gian. Nếu như mà công nghệ VAR xuất hiện sớm hơn, những pha bóng kiểu như này của Sterling chắc chắn sẽ không bao giờ diễn ra. Dẫn bóng tới tận trong vòng cấm của đối phương, tiền đạo người Anh bất ngờ vấp cỏ rồi ngã ra sân dù không hề va chạm với ai. Tuy nhiên, sự vụng về của Sterling lại khiến trọng tài chỉ tay ngay vào chấm 11m. Santi Núñez sau đó đã phải nhận một bàn thua cay đắng khi Jesus thực hiện thành công quả penalty. Rất nhiều khán giả sẽ phải bật cười với tình huống hỏa vô đơn chí sau đây của thủ môn bên phía câu lạc bộ Troyes. Nhận thấy Matuidi đang bị chấn thương, người gác đền này đã có ý tốt khi mà tiến tới hỏi thăm và yêu cầu dừng bóng để nhân viên y tế can thiệp. Tuy nhiên, việc quá chú ý vào Matuidi khiến thủ môn này không chú ý đến diễn biến trận đấu. Kết quả, anh chàng phải vào lưới nhặt sau cú sút xa của Verratti. Từng tỏa sáng với những màn bắt penalty ấn tượng, Tim Crew lại được tung vào sân để giúp Norwich có thể giành chiến thắng trước Tottenham Hotspur. Thủ môn người Hà Lan đã sử dụng một thủ thuật nho nhỏ khi ghi lại những thói quen cú sút 11m của các cầu thủ Spurs vào trong chai nước và rồi với sự chuẩn bị trước đầy tinh quái của mình, Tim Crew đã cản phá được hai cú penalty và giúp Norwich đi tiếp. Không phải là một thủ môn hàng đầu thế giới, thế nhưng Martin Hitt từng rất nổi tiếng với pha gian lận thông minh trong tình huống bị phạt penalty. Tranh thủ lúc đồng đội vẫn đang phân trần với trọng tài, thủ thành người Thụy Sĩ đã cố tình dùng chân dẫm nát cỏ ở chỗ đặt bóng. Kết quả, tiền đạo của Cologne thực sự đã trượt chân và sút hỏng quả 11m chính vì sự tinh quái của anh chàng thủ môn này. Cũng là một tình huống cố tình làm hỏng cỏ ở chấm penalty để đối phương sút hỏng. Nhưng lần này mọi chuyện lại diễn ra theo hướng khác. Ronaldo đã nhận thấy hành động của đối phương từ rất sớm và quyết định ném bóng vào lưng để khiêu khích. Đương nhiên, khi mà mặt cỏ đã không bị tác động, CR7 đã thực hiện cú sút penalty hoàn hảo để đánh lừa thủ môn và điền tên lên bảng tỷ số.
Có lẽ không một người hâm mộ Premier League lâu năm nào lại không nhớ đến màn diễn kịch kinh điển này của David Luiz. Sau pha tranh chấp với Rafael ở sát đường biên, trung vệ của Chelsea ngay lập tức nằm sân, tỏ ra vô cùng đau đớn. Thế nhưng khi mà trọng tài quyết định rút thẻ đỏ với Rafael, ống kính máy quay lại cho thấy Luiz thực tế là đang rất hả hê với màn kịch của mình. Những pha dẫm cỏ nhằm cố ý làm hỏng cú sút penalty đương nhiên là điều mà mọi tiền đạo trên thế giới cần quan ngại mỗi khi đá penalty. Bước lên chấm 11m, Harry Kane đã không hề kiểm trước mặt cỏ khu vực đặt bóng để dứt điểm. Cuối cùng, tiền đạo của Tottenham Hotspur đã thực hiện cú sút pen có thể nói là tệ nhất trong sự nghiệp của mình khi đưa bóng thẳng lên trời trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, nhưng mà Harry Kane đã có tới hai lần sút hỏng penalty với một kịch bản tương tự nhau. Lần này hậu vệ đối phương đã cố tình dùng tay chơi bóng trong vòng cấm để phải nhận thẻ đỏ rời sân trước khi bước lên thực hiện. Tiền đạo người Anh đã cẩn thận check kỹ càng gót giày của mình. Thế nhưng không biết vì cách nào, Harry Kane thêm một lần mất trụ và đưa bóng lên trời ở quả 11m này. Và đưa bóng vào lưới này có thể coi là tình huống ghi bàn hài hước và thô thiển nhất trong sự nghiệp của Ronaldo nếu như mà nó được công nhận. Sau đường tạt của Pepe, bóng đi qua cao dù cho CR7 đã cố gắng bật nhảy hết sức. Và trong một tích tắc suy nghĩ, siêu sao Bồ Đào Nha đã dùng hai tay vợt bóng vào gôn như môn bóng chuyền vậy. Khi đó thì VAR chưa xuất hiện, những màn kịch của Ronaldo cũng dễ dàng bị trọng tài phát hiện. Giống từ ngoại hình, tài năng tới phong cách chơi bóng, Messi ở thời kỳ còn là một tiền đạo trẻ cũng đã có màn cosplay rất thành công vị tiền bối Maradona. Đường chuyền của Xavi sau khi bật chân hậu vệ bay quá cao so với M10. Và khi tiện đà bật nhảy, siêu sao Argentina cũng rất nhanh trí, dùng tay đẩy trái bóng vào gôn. Bàn thắng theo kiểu bàn tay của chúa này sau đó lại vẫn được trọng tài công nhận hợp lệ. Rõ ràng việc công nghệ VAR ra đời là hoàn toàn hợp lý để mà tránh đi những tình huống siêu gian lận của các cầu thủ, phải không nào? Nếu muốn theo dõi thêm nhiều video hài hước và độc lạ từ bóng đá, hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe cho kênh nhé!